đường đau vẫn là đau. Chiến đây không loại thả con này đầu phát lên luôn, đẳng cấp luôn, một phát ăn ngay. Hả? Mẹ thằng đần kia nó kéo ơi, cho lên đỉnh đầu bảo chú ơi con này cân nhỉ, cân nhỉ thì sao cứ thế nó nào thẳng xuống. Thằng đấy là con của ông ấy à? Đỡ bao việc vậy nhỉ? Phá bánh gì vậy? Loài ruột cái gì cơ? Thằng nói lục ngạn đâu, giờ tối à? À pháo á? Pháo tự cuốn à? Ừ. Nó đăng lên mạng đây, loài ruột đây đang đi cuốn pháo. Thì con mẹ cứ cuốn pháo nó còn lổ.